Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ Công an quận Cẩm Lệ đã tổ chức tốt các đợt sinh hoạt tự soi, tự sửa. Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên, tập thể đơn vị của toàn Đảng bộ Công an quận. Với mục tiêu đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong lực lượng công an, Đảng ủy, lãnh đạo Công an quận Cẩm Lệ đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chuyên đề nhằm nhận diện những biểu hiện suy thoái cụ thể về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong công an nhân dân và các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đồng thời đưa việc kiểm điểm tự soi, tự sửa theo 27 biểu hiện suy thoái được nêu trong nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng vào sinh hoạt đơn vị. Đã có hàng chục ý kiến góp ý đối với các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Công an quận. Và rất là nhiều ý kiến đóng góp tại cuộc họp của các chi bộ. Nhiều ý kiến góp ý rất là xác đáng, bổ ích, mang tính xây dựng, giúp đồng chí, đồng đội thấy được những cái khuyết điểm, những cái tồn tại của mình để đề ra và xây dựng cái hướng khắc phục. Việc tự soi, tự sửa được cán bộ đảng viên thực hiện thường xuyên trong từng công việc để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Thông qua đẩy mạnh việc tự soi, tự sửa, cán bộ chiến sĩ đã luôn ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, mưu trí, dũng cảm, cương quyết, khôn khéo trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, chủ động triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen. Cán bộ chiến sĩ, đảng viên trong đơn vị đã có những nhiều chuyển biến về nhận thức đến hành động. Chúng tôi xác định cái mục tiêu quan trọng là tập trung vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Và trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã làm rõ, khám phá nhiều vụ việc, vụ án có tính chất nghiêm trọng trên địa bàn, góp phần vào công tác đảm bảo an ninh trật tự. Cùng với đó, Đảng ủy, lãnh đạo Công an quận thường xuyên chú trọng thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Công an về chương trình kỷ luật, kỷ cương, chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, thường xuyên duy trì kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ thông qua việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh quy trình, quy chế, chế độ công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là số cán bộ thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân, góp phần hạn chế tiêu cực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Đối với công tác tiếp dân trong xử lý vi phạm hành chính và đăng ký quản lý phương tiện giao thông và công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông thì trong thời gian qua thì cán bộ chiến sĩ làm việc là luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đối với người dân thì hướng dẫn và giải thích tận tình những thủ tục hành chính có liên quan để cho người dân là không phải đi lại nhiều lần và cũng không có những cái biểu hiện mà tham nhũng hay hách dịch quan liêu trong công việc. Khi đấy làm việc về đăng ký xe tại đội cảnh sát giao thông công an quận Lệ, khi đến nơi thì cán bộ chiến sĩ ở đây hướng dẫn rất tận tình, có thái độ niềm nở, vui vẻ, giải quyết các thủ tục rất nhanh chóng cho công dân. Thông qua đẩy mạnh việc tự soi, tự sửa đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tác phong, lề lối làm việc và sinh hoạt của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công an quận Cẩm Lệ, góp phần nhận diện chính xác những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, nêu cao vai trò gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, xây dựng và củng cố hơn nữa niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an.